Đây là rau cải Sapa đấy các bạn nhá. Rau cải chứ không phải hoa nhá. Nhưng mà các bạn thấy Sapa tuyệt vời không? Thực sự là bạn ấn tượng không? Rau cải mà nó mọc như là rau đúng không? Rau xanh đúng không? Tuyệt vời không? Các bạn thấy Sapa tuyệt vời không? Và sẽ rất thiếu sót với các bạn nếu không cho các bạn xem cái cảnh đẹp đấy này. Trời ơi yêu quá. Một cái lòng châu Âu thì cũng khó mà làm được như vậy. Nó quá là đẹp luôn và nó quá đẹp và thơ mộng. Chịu không được luôn bạn ơi. Tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ tìm đến một thiên đường thôi. Và nó cũng chỉ đến thế này thôi. Và đây là Sapa Việt Nam nhá. Các bạn thấy những cái cây rau cải không? Rực rỡ không? Phan Xi Păng. Một ngày trải nghiệm rất là tuyệt vời. Các bạn có thấy Phan Xi Păng và Sapa đẹp không? Đây mình sẽ review cho bạn một vòng. Wow, thiên đường đây đúng không? Đẹp chưa? Thả tim cho Phan Xi Păng nha. Đẹp chưa anh em? Đây, Phan Xi Păng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chào bạn. Đấy, dễ thương chưa? Rất là nhiều cảnh đẹp cho các bạn check in ở Sapa. Vâng, tuyệt vời. Chả có lý do gì để không bắt bạn trai của bạn dắt bạn lên đây chơi. Tình yêu nó phải thực sự là tình yêu. Nếu chưa đến tình yêu thì em sẽ chưa bao giờ tin rằng anh yêu em. Hãy nói với người yêu của bạn vậy, để người yêu của bạn đưa bạn lên đây. Rất là lãng mạn và tuyệt vời. Tình yêu là phải có hoa hồng đúng không các bạn? Các bạn có thấy hoa hồng đẹp không? Những đóa hồng Sapa tuyệt đỉnh. Chào mừng bạn đến với thiên đường Sapa.